Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cười dân gian, hỏi đường lên trời. Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà bà nọ. Bà ta chỉ có một con trai và một con gái. Đêm đến phải nhường cho thầy và con trai ngủ trên nhà, còn bà và cô gái thì ngủ dưới bếp. Thầy đồ bụng muốn tòm tem một hôm, nhưng lúc cả nhà đã đi ngủ, thầy lò dò xuống bếp, bắt đồ. Bà chủ tỉnh giấc hỏi, ai đó? Tôi là ai? Thầy đồ đây mà. Đêm hôm thầy xuống bếp làm gì? Tôi xuống lấy cái vài cái rế để đựng sách. Cách mấy hôm sau, thầy lại mò mẫm trèo lên mái nhà bếp đang giữ tranh để tụt xuống, bỗng lại nghe tiếng bà chủ hỏi, ai trên kia? Tôi đây mà. Tôi là ai? Thầy đồ đây mà. Thầy đồ leo lên trên ấy làm gì thế? Tôi hỏi thế này chứ không phải. Có phải đường này là đường lên trời không? Chuyện thứ hai ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe, đó là chuyện cười dân gian vả quan huyện. Có một viên quan huyện hay nịnh hót quan trên để chóng được thăng quan tiến chức. Một trong những viên quan hắn thường bợ đỡ là án sát Nguyễn Văn Tiêu, tục gọi là án Tiêu. Để nịnh quan thần, hắn ra lệnh cho dân làng không ai được nói đến tiếng Tiêu. Ví dụ như hạt tiêu thì phải nói là hạt ớt. Thế ai thấy người nào trái lệnh thì được phép vả vào mồm ba cái thật đau, rồi đem trình quan trị tội. Lệnh ban ra khiến xiển đã ghét quan huyện lại càng ghét thêm. Ông mang một ít quần áo rách mướp xin vào bái quan. Quan hỏi có việc gì? Xiển thưa là nhà nghèo quá, gia tài chỉ còn một ít quần áo rách, nhờ quan cầm hộ cho lấy ít tiền về làm vốn sinh nhai. Tức thì quan nổi trận lôi đình, thét mắng đùng đùng. Vì xưa nay có ai dám cả gan đem quần áo rách đến bán cho quan bao giờ? Đợi quan nguôi giận, Xiển mới nói, dạ thưa ngài, xin ngài thương kẻ học trò nghèo túng này, không gì cũng mang danh là người quân tử. Quân tử gì mày? Đồ quân tử cùng quân tử cố. Xiển trần tình, dạ Khổng Minh túng, Khổng Minh cầm ạ. Nghe câu nói khó hiểu, cho quan cho mày suy nghĩ một lúc mới biết lời mắng của mình. Quân tử cùng quân tử cố với lời trần tình của Xiển. Khổng Minh túng, Khổng Minh của cầm đã làm thành đôi câu đối hay tuyệt. Quan phục tài Xiển thưởng cho một quan tiền, nhưng lại chọn một cái thứ tiền chôn giấu dưới đất lâu ngày bị han gì hết cả. Xiển đỡ lấy quan tiền, cầm một đồng dằn mạnh xuống đất, tiếng kêu nghe cành cạch, rồi nói, bẩm quan, tiền này không ớt được ạ. Quan vô tình mắng, mày điên à, tiền mà không tiêu được ư? Chỉ chờ có thế, Xiển liền vả cho quan ba cái tát vào mồm như trời giáng. Quan hô lính bắt trói, Xiển ngăn lại nói, chân ngài vẫn chưa quên cái lệnh kiêng tên húy quan án ngài mới ban ra, tôi làm vậy cũng chỉ là thi hành cái lệnh ấy của ngài mà thôi. Quan sợ bọn lính biết chuyện thì mình thêm xấu hổ, liền đuổi Xiển ra.